Mình tiếp tục là chợ châu Cốc Ly vào một ngày trời đầy nắng. Không có nhiều trâu nhỉ. Bây giờ là khá là gần đến giờ trưa nhưng mà vẫn còn rất là nhiều con trâu. Thui lấy 95 cân đây nhỉ. Cắt trâu. Anh ơi. Nuôi cũng được thịt. Đánh nhau cái hả? Xem mỏng hay mỏng không? Cái kia nó là dạng trâu bì dày xong hiểu không? Mẹ hơn nhau 145 nó còn đéo bán, nó còn làm cao đấy, nó bảo 15 triệu đấy, mua nó bảo 15 7 đấy, mua con này hơn 1 triệu mua hơn à. Cái này toàn con trâu bé là sao ấy? Úi giời. Tự nhiên nhìn mấy con trâu bé xong nhìn cái con trâu này thì phải gọi là khổng lồ luôn. U má ơi, con này phải gọi là khổng lồ ấy, trâu gì mà to chứ. Trâu này nhìn nó rất là chắc luôn ấy. U trâu này đi chọi thì thôi rồi, nhìn nó kiểu to khổng lồ ấy. Con này trâu của anh à anh? Ô, sao nhìn nó chắc thế nhỉ con này? Con này được mấy tuổi rồi mà nhìn nó chắc ấy, người nói. Vâng. 8 tuổi à? À thằng này nhìn nó chắc thế, người nó chắc chắc chứ không kiểu béo ấy. Ô, con này à, như kiểu đi tập gym ấy. Ô con này mà đi chọi thì thôi rồi nhỉ. Chắc cũng chọi thua con nào á. Thế là hôm nay chưa bán được anh? Bán bao nhiêu đấy con này? Vâng. Bao nhiêu? 45 nữa. 45 là chưa bán đúng không? Bán lô đấy, lấy 50 năng về đấy. Ồ. Được chứ anh, đấy là mua 50 năm triệu. Người ta trả 45 triệu mọi người ạ. Thế lỗ 10 triệu à? Ui, trông này đẹp thật đấy mọi người ơi. Phải nói là nhìn nó kiểu sumo đẳng cấp ấy. Con này chỉ bán đi chọi thôi. Con này mà bác nào mà hay đi chọi trâu thì lên đây mua thì không phải nghĩ rồi. Mua được con này đi chọi thì có lẽ là cần béo thêm một tí nữa thì sẽ đẳng cấp hơn. Nhìn gặp được con trâu đẹp to thế. Đi con trâu cái thì được đi. À con được. Trâu được nha. Trâu được thì sừng dài dã man đi. Con này là thuộc một loại trâu rừng sừng dài. Sừng vô cùng dài luôn. Cái này phải rơi vào 4 mét. Đẹp chưa? Con này mà mổ thì lấy sừng nó đi treo thì rất là đẹp nha. Bên cạnh cũng có một con, cũng là con đực à, có vẻ là sợ xe đấy. Máu đánh nhau ấy nên nó mới kêu thế mọi người ạ. Ai da, hầu như toàn trâu được là nhiều mọi người ơi. Con cái khá ít nhá. Thì có lẽ là những cái con trâu được người ta sẽ hay đi bán hơn, còn những con trâu mẹ người ta sẽ hay để lại và nuôi để cho nó đi sinh con. Trâu hiện tại đang rất là nóng đấy. Nên tốt nhất là mình cũng không nên ở gần quá. Gần quá khá là nguy hiểm. Nóng lên nó làm cái gì kiểu không sợ người nữa thì cũng nguy hiểm lắm. Hôm nay nó đang sợ người chứ.
rất nhiều trâu đẹp luôn mọi người ơi. Con này cũng khá là đẹp đây này. Chợ trâu thì còn rất là nhiều con. Ủa, trâu quá chặn hết đường đi rồi. Tầm này nắng chủ luôn đi trốn hết rồi mà trâu vẫn ở đây phơi nắng. Chả biết con nào là con của ai nữa. Bình thường thì không nhìn thấy chủ đâu đâu nha, nhưng mà mình mặt đứng ở gần con trâu một lúc là thấy chủ ra ngay. Kiểu đấy. Cái quay một lượt nhé. Cái này lại có thêm một con trâu trắng này. Ô con kia làm sao mà bụng nó chảy hết máu rồi. Chắc nãy bị con nào xiên bị ấy. Chắc chưa bán rồi, chắc bán rồi. Còn trước anh em mình vào xem được 1 triệu. Có nghĩa trêu đến rồi 50, 48. Đây là một con trâu trắng này, còn gọi là trâu bạch. Nó có một loại da màu hồng, lông thì màu trắng. Nhưng mà không giống, không được giá như con trâu bạch, con ngựa bạch đâu. Nó chỉ là con màu trắng thôi, giá cả bằng nhau. Thường thường ở đây chỉ có người Mông. Trang phục của họ đây này. Trang phục và váy nhá. Thường thì áo họ hay mặc của người phổ thông bình thường. Nhưng mà váy người Mông lúc nào cũng có váy. Kiểu phong cách của họ hay sao. Như chị này chỉ mặc cả bộ người Mông. Trời nắng quá mọi người ạ. Cũng là một ngày đẹp trời đầy nắng và gió. Xùi. Con này khá là đẹp luôn. Cả bao nhiêu? Trên 3 tí. Trên 3 cái cặp này á. Nhưng mà nó thịt thì nó thì mình mua giá thịt thì mình chỉ là 1 triệu thì nó sao. Chỉ là họ mua để thịt. Bên này nhìn thấy nhiều chỗ đẹp hơn này. Đẹp và béo to. Nhẹ nhẹ. Con này bao nhiêu đấy cô? Ba mấy triệu rồi. Ba mấy à? Cháu to này. Nhà này trông rẻ mọi người ạ, không giống như năm ngoái. Đợt Tết năm ngoái đắt lắm. Rất nhiều trâu, xe chở trâu đã đi về. Xem nào. Con này có lẽ là lên, có khi lên trên kia họ mới buộc tỏi trâu vào ấy. Cho nó tắm bùn một tí cho nó mát mà. Nó đang đòi tắm bùn đấy. Máu đánh nhau phết đấy. Ba mấy thôi mọi người ạ. Đây đúng bao nhiêu? Đợi 21 đi sao nhỉ? Hết
Ô, con này chảy máu đầu rồi. $1,500,000 Ngay chợ ấy. Chỗ mình quay con to và con mẹ trâu mẹ cái. Nếu mọi người thấy xem video mà thấy mình quay những cái con nào mà chưa được đẹp hoặc là chưa được kỹ thì mọi người có thể comment để mình biết nhé. Để mình có thể quay được những cái video hay hơn gửi đến cho mọi người. Video kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, nhớ bấm like, đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nhé.